quý vị và các bạn, theo phong tục truyền thống của người Việt Nam, hàng năm cứ vào ngày 23 tháng Chạp thì các gia đình lại chuẩn bị lễ vật mâm cúng, cá chép dâng cúng ông Công ông Táo. Và ngày này thì còn được dân gian gọi với cái tên là Tết Táo Quân. Từ xa xưa thì người Việt Nam quan niệm rằng Táo Quân là vị thần để bảo vệ gia đình và vào cuối năm thì Táo Quân sẽ lên thiên đình báo cáo mọi việc tốt xấu với Ngọc Hoàng. Tuy 23 tháng Chạp mới là ngày các táo về chầu trời, nhưng phần lớn thì nhiều gia đình đã cúng từ vài hôm trước. Có thể cúng ông Công ông Táo từ ngày 20 trở đi, nhưng phải hoàn thành trước vào lúc 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Tuy nhiên thì chúng ta cần hiểu đúng về ý nghĩa tập tục này để lễ cúng được trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Và để giúp cho quý vị và các bạn cùng hiểu rõ, trong mục chuyện tối nay ngày hôm nay thì quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ tiến sĩ Nguyễn Hùng Vĩ, nguyên giảng viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn để cùng trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Hùng Vĩ về vấn đề này. Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Và ông có thể chia sẻ cho khán giả truyền hình được biết về ý nghĩa cũng như là sự tích của ngày lễ cúng ông Công ông Táo ạ. Cái nguồn gốc của cúng ông Công ông Táo đấy thì mọi nhà nghiên cứu ở trên thế giới đều đồng thuận với nhau. Dạ. Nó xuất phát từ những tập tục xa xưa của việc thờ mặt trời. Dạ. Và kết hợp với tập tục xa xưa về thờ bếp lửa. Thì người ta quan niệm bếp lửa, ánh lửa là thuộc về ánh sáng và là con của mặt trời. Dạ. Cho nên hai cái này nhập vào nhau. Từ đó là ở trong cái tập tục phương Đông đấy, thì Táo Quân, Táo Vương hay là ông bếp đấy nằm dưới rất nhiều hình thức, có khi là Viêm Đế Thần Nông, có khi là một bà lão, có khi lại ba người. Dạ. Thì ở Việt Nam nó gắn chặt với cái truyền thuyết về sự tích ông Công ông Táo, sự tích ông Đầu Rau. Dạ. Có một nàng là Thị Nhi. Dạ. Lấy một chàng là Trọng Cao. Sau đó hai người không hạnh phúc với nhau, thì nàng này mới đi và lấy một người khác là Phạm Lang. Đến khi Trọng Cao thất cơ lỡ vận tìm đến ấy, thì vì một cái lý do cho nên là ba người đã bị chết cháy và biến thành ông Đầu Rau. Thế thì người Việt tin như vậy theo cái truyền thuyết đó và họ thờ cúng ông Công ông Táo. Thì là từ đó trở đi người Việt có cái thờ của riêng mình. Dạ. Vậy thì với cái sự tích mà thầy vừa chia sẻ đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái câu chuyện đó nó gắn với một cái ý nghĩa của người Việt. Vậy thì ông có thể phân tích rõ là ý nghĩa của cái câu chuyện này đối với văn hóa Việt là như thế nào? Ý nghĩa câu này thì ý nghĩa câu chuyện đấy. Thế này này, Thị Nhi. Dạ. Cái tên đó là một tên mượn. Dạ. Nhi là nhừ, là nấu chín. À. Đấy. Trọng Cao thì chữ cao đấy có nghĩa là bột gạo. Và chúng ta có hiểu đó là cơm. Cơm là rất trọng. Còn Phạm Lang đấy thì đó cũng là một từ mượn. Lang là canh, có thể đọc là canh, là tiếng Anh. Thế thì cơm, canh, nấu chín thì đó chính là cái bếp vậy. Và cái bếp thì thường có ba ông Đầu Rau. Đấy. Hoặc sau này người ta gọi là kiềng ba chân. Đấy. Thì người ta gắn cho ba cái biểu tượng đó. Đấy. Và người ta thờ cúng. Thế là người Việt trong triết lý của họ rất đơn giản. Đấy. Bếp lửa gắn với việc nấu cơm, nấu canh, nuôi sống toàn bộ gia đình. Và trở thành biểu tượng đó. Nhưng người Việt cũng quan niệm rằng là cái bếp là nơi có rất nhiều câu chuyện của bản thân nội bộ gia đình. Những chuyện gì thầm kín nhất thì người ta gọi đó là chuyện bếp núc. Cho nên người Việt thường nói những câu chuyện quanh bếp núc. Cho nên thần Táo biết hết tất cả mọi chuyện của một gia đình trong một cộng đồng. Dạ, dạ vâng ạ. Người Việt thì cũng hay có thói quen là lấy cái miếng ăn làm đầu đúng không ạ? Vâng. Cũng từ cái văn hóa nông nghiệp từ bao nhiêu đời nay và cũng từ cái việc vất vả, lam lũ cơ cực, họ trọng cái miếng ăn hơn. Vâng. Và đây thì cũng có một ý nữa mà chúng tôi muốn hỏi là cũng chính vì như vậy mà cái ý nghĩa của cái ngày lễ Táo Quân nó cũng khác biệt. Vậy thì theo ông trong cái mâm cơm của cái ngày cúng Táo Quân thì nó có cái điều gì đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý ạ? Mâm cơm ngày Dỗ Tổ Quân thì cái cỗ cúng đấy. Dạ. Ngày Dỗ Tổ Quân đấy thì không có gì khác biệt với các ngày lễ tiết khác. Dỗ khác tức là cái gì mình thường ăn đấy, cái gì mình coi là ngon quý. Dạ. Bổ thì người ta dùng để dâng, thì tùy từng vùng người ta có thể dâng khác nhau. Dạ.
không bắt buộc. Vị thần Táo Quân cũng như các vị thần khác, người ta khoan dung lắm. Người ta không đòi hỏi, không bắt nẹt đâu. Người ta thương dân. Cho nên là trong ngày cúng đó có thể cỗ chay được, cỗ mặn cũng được. Và trong đó thì thường những thứ này là phải có này. Đấy. Một đĩa thịt, một đĩa xôi, đấy, một đĩa canh rau xào, rồi sau đó là trầu cau, sau đó là một chén nước, một chén rượu và thắp hương. Đấy. Thì riêng trong ngày Táo Quân đấy, thì trước đây trong thời xa xưa ghi lại đấy, thì người ta cũng ba cái mũ thôi, hai cái mũ có canh chuồn, đó là dành cho nam làm quan. Một cái mũ không có cái cánh chuồn đấy là của nàng Thị Nhi. Dạ. Nhưng sau đó, sau này đấy, thì người ta mũ này, hia này, quần áo này, một số vật dụng khác thêm vào. Và trong cái cỗ của Táo Quân có một con cá chép bằng giấy kèm vào đó. Dạ. Để mà đó là biểu tượng con cá chép sẽ được Táo Quân cưỡi lên thiên đình. Dạ. Để thưa chuyện với Ngọc Hoàng. Dạ. Thì có nơi làm cá giấy, có nơi làm cá thật, nhưng mà con cá chép thôi. Đấy. Sau đó người ta rán lên làm cỗ được. Và gần đây thì người ta thả. Dạ vâng. Cho đến xã hội hiện đại ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều cách họ thả cá chép. Có những gia đình thì họ mua cá chép để thả sông, thả hồ. Nhưng mà cũng có gia đình thì mua cá thật về rán, như mà thầy vừa chia sẻ. Cũng có những gia đình thì mua những cái thạch có hình con cá chép. Tức là không biết là cái cách thả cá chép như thế nào thì cho nó đúng. Và cái ý nghĩa của việc thả cá chép. Việc cúng táo là thuộc về đạo giáo. Dạ. Việc phóng sinh là thuộc về Phật giáo. Dạ. Hai cái vốn khác nhau. Dạ. Cái phóng sinh đấy là có bài bản kinh sách pháp hội của Phật giáo. Dạ. Nó xuất phát từ Đức Phật. Dạ. Quan niệm rằng đấy, trong lục đạo, trong đó có cả khúc có cả súc sinh. Dạ. Chính là cha mẹ chúng ta, cho nên chúng ta phải cứu. Cho nên có chuyện một nàng con nhà trưởng già Lưu Thủy thấy cá bị khô, mở nước vào đấy, cho cá sống và đọc kinh để giáo hóa cá. Sau đó những con cá đó được sống trên cõi trời Đạo Lợi. Cho nên người ta phóng sinh. Thì trước đây người ta phóng sinh có thể thành cả cái pháp hội cơ. Đấy. Và đấy, với cái phóng sinh đó người ta làm vào Phật đản. Dạ, và làm nằm vào rằm tháng 7. Dạ, vậy thì trong cái ngày lễ ông Công ông Táo thì chúng ta thường thả cá vào lúc nào ạ? Thường là bây giờ. Đấy. Thì người ta thả cá sau khi đã cúng ông Công Táo xong. Là hai cái nó ghép lại là một. Dạ. Thành một cái tục lệ. Dạ. Đấy. Thì sau khi cúng xong thì vật đó là vật hiến tế cho thần. Đấy. Nhưng mà người ta kèm theo cái lễ phóng sinh luôn. Dạ. Với ý nghĩa của nhà Phật. Dạ, đúng đúng ạ. Thông thường thì cái ngày lễ ông Công ông Táo thì thường có những cái điều gì mà mọi người hay cúng sai, thì có thể đưa ra một số những chỉ dẫn. Dạ. Cái bày cúng ông Công ông Táo đấy, mà trong cả cái sách từ xưa ghi lại đấy, thì đầu tiên ấy, họ cũng lạy rộng ra đấy. Và thường là cái văn hóa phương Đông thì thường lạy Phật. Sau đó họ lạy Đông Trù Tư Mệnh Táo Quân Tôn Thần. Để ông này là chức là Tư Mệnh Đông Trù, Tư Mệnh Bếp. Đông Trù là bếp mà. Thì là những tên ông ấy được hiệu là Táo Quân. Sau đó người ta xưng danh, sau đó người ta kể những chuyện của mình và người ta nhờ ông Táo. Trong sách còn ghi lại là ở các vùng Quảng Đông, Quảng Tây, thuộc phương Đông đấy, người ta còn nói là thưa ông, đấy, trong những năm qua thì nhà tôi có làm việc được việc mất. Khi lên tâu về Ngọc Hoàng thì việc được ông nói nhiều, việc mất ông nói ít cho. Dạ, để năm sau chúng tôi tự biết mà sửa. Dạ vâng ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hùng Vĩ đã chia sẻ tới khán giả truyền hình rất nhiều những cái thông tin bổ ích mà không phải là người dân nào cũng hiểu được về ý nghĩa cũng như là những cái điều mà chúng ta cần biết trong cái ngày cúng ông Công ông Táo. Xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.